Ok, so bài hôm nay thì mình cần hiểu được cái nội dung của cái bài này đúng không? Hiểu một cách chi tiết. Ok. Yes. To understand everything in this video. I'm meeting a client at the cafe for lunch, Marie. For lunch, Maria, ma'am. So, what did he mean? Ông ấy muốn nói gì đây? Meeting a client, ông ấy đi gặp khách. Yeah. Ông đi gặp khách và ông ấy ăn luôn ở cái quán ăn trưa ở quán cà phê luôn. Yeah. Đọc khách ở đâu ạ? Gặp khách ở cái quán cà phê. Yeah. And for That's it. lunch luôn đúng Đúng rồi, for lunch. không? Ăn trưa luôn đúng không? Yes. Meeting a client at a cafe for lunch. Yeah. Quay ông ấy đang nói chuyện với ai đây? Cô Who is Mary. Mary là gì ạ? Mary là cái cô trợ lý ở văn phòng. Mary, tôi sẽ đi gặp khách ở quán cà phê và ăn trưa ở Tân đó đúng không? luôn. Receptionist. Remember, Mary is a receptionist. Yeah. Yes. Okay. Reception. Okay. So, what do you do to stay in shape? So, what do you do to stay in shape? 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 What yeah. do you do to stay in shape? What do you do to stay in shape? What do you do to stay in shape? Yeah. Biết tại sao người ta nhấn vào you do không? What do you do to stay in shape? What do But sao anh Bob này anh ra nhưng mà what do you do to stay in shape? Chắc là vì Bob thấy Mary thân hình đẹp. No, this is something different. Vì cái video trước ấy là Bob tập thể dục rất kinh. Đó. Mà tập nó không giảm được hạng nào. Không, giảm hay không không biết. Nhưng tôi đang tập thể dục rất kinh. Đang rất tự hào. Đúng không? À. Cái tâm trạng đang rất là tự hào vì bọn này đã thấy mình tập thể dục rất kinh, mình phải show off, mình phải khoe khoang tí. Mà coi như là mà hội này nó chả hỏi han gì đến cả, cứ đứng gần lại đuổi. Phải khoe khoang tí, bây giờ khoe khoang tí bắt đầu tao tập thể dục thì kinh như thế đấy. Bây giờ mày thì tập như thế nào, thấy không? What do you do to stay in shape? Ý là hỏi thăm dò xem con Mary nó có tập gì không, hiểu không? Ok. What do you do? Thầy có nói nhiều lần rồi là nhấn vào đâu ấy, là có ý nghĩa ở đấy. Nhấn vào what do you do to stay in shape? What do you do to stay in shape? Thì có nghĩa là mày đã làm cái gì để giữ vóc dáng, để có thể giữ vóc dáng, để có thể có một cái vóc dáng đẹp. Hay là mày không làm cái gì cả, kiểu như vậy, hơi hoài nghi tí. Đấy. Ý là gì? Tao đã làm như thế đấy, mày thì làm như thế nào đúng không? Mày tập cái gì để giữ dáng thế? Thế là nhấn mạnh vào mày, nhấn vào you. What do you do? Còn nếu mà các bạn nghe này, nếu mà what do you do to stay in shape? Nó khác nhiều nhé. What do you do to stay in shape? Thì cái do ấy, nhấn mạnh vào do thì ý nghĩa là gì bác? Thì muốn biết xem là làm gì để có dáng đẹp. Thực sự là mày đã làm những cái gì? Mày đã làm những cái gì để có thể có vóc dáng đẹp như vậy? Còn đã what do you do to stay in shape? Nó ý nghĩa khác nha. Ok? Yes. Ý nghĩa là tập trung vào you, tức là đang là so sánh mày với tao. Tao yes. tập như thế đấy, giờ mày tập như thế nào đúng không? Yes. To stay in shape yes. tức là gì? Giữ vóc dáng đúng không? Stay in shape là get in shape. Get in shape là
Ông Bob này thì là get in shape, vì ông ấy đang có cái thân hình từ to, bây giờ ông muốn get in shape, tức là muốn cho nó đẹp. Còn cô Mary này nhìn nó đã tốt tốt sẵn rồi thì stay in shape, đúng không? Là để giữ vóc, giữ dáng. Thằng kia này để tạo dáng, đúng không? Stay với cái get khác nhau nha. I generally go running in the morning. Bắt đầu nghe Mary nói này. Nói gì nhỉ chị Hương? I generally go running in the morning. Cô này cô thường chạy vào buổi sáng. Yeah, cô thường chạy vào buổi sáng đúng không? Chạy vào buổi sáng. Generally là gì? Generally là thường thường. Yeah, thường thường. Yeah. Tôi nói chung thì generally nói là nói chung. Yeah. Thường thường. Yeah. Running in the morning. Do aerobics? I do aerobic. Aerobics. Chị biết aerobic là gì không? Tập aerobic của nữ. Yeah. How often? Tôi tập aerobic là hai tối một tuần. Yeah. I only go running in the morning. I do aerobic. I generally go running in the morning. I generally go running in the morning. Generally go. Go running in the morning. Yeah, generally go running in the morning. I generally go running in the morning. Very good, chị Hương, rất tuyệt vời. I do aerobics two nights a week. 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 Very good, chị Hương. I always play tennis or golf on the weekends, and I usually go bike riding every Sunday if the weather is. I always play tennis or golf on the weekend. I always play tennis or golf on the weekends. I always play tennis or golf on the weekends. Or golf. Or golf. Or golf. Oh my god, nó gọi là tiếng Việt nha. Tiếng Anh nó là golf. Golf. Yeah, golf. Yes. Đúng rồi, người ta hay bảo đi chơi golf, đúng rồi. Đúng rồi, đi chơi golf chứ đúng không phải chơi golf nhé. Golf. Golf. Gần giống golf, nó là golf. Golf. Yes. Yeah, golf. Yes. On the weekends. On the weekends. Nghĩa là gì chị? Và tôi cũng tôi cũng chơi tennis hoặc là đánh golf. Yeah. I always play luôn luôn đấy. Always play tennis. Tennis. Luôn luôn chơi tennis. Or golf on the weekends. Và gì gì? Tôi thường chơi cái tennis và chơi golf vào cuối tuần. Yeah. Tôi luôn chơi luôn. Tôi luôn chơi tennis và golf vào cuối tuần. I always play tennis or golf on the weekends. Yeah, very good, chị Hương. Wow, chị Hương. And I usually go bike riding every Sunday if the weather. I always play tennis or golf on the weekends, and I usually go bike riding every Sunday. And I usually go bike riding every Sunday. Go bike riding every Sunday. And you really go bike riding every Sunday. Bike riding every Sunday. Go bike riding. I usually go bike riding every Sunday. And I usually go bike riding every Sunday. Yeah, very good. Tức là gì chị? Và tôi đạp xe đạp vào cái ngày chủ nhật. Yeah, tôi thường I usually go bike riding. Tôi thường đạp xe vào cái ngày chủ nhật. Yeah, đạp xe vào chủ nhật, mỗi chủ nhật.
If the weather is good. Yeah, if the weather is good. If the weather is good. Yeah. You know, Gigi. Đạp xe. Cái này có phải là khi mà thời tiết tốt đúng không ạ? Yeah, đạp xe mỗi cuối tuần, mỗi ngày chủ nhật nếu khi mà thời tiết là tốt. Nếu chị, if là nếu nha. À, nếu. If nếu the weather is good. Tốt. Yeah. You don't lift weights? And I usually go bike riding every Sunday if the weather is good. You don't lift weights? You don't lift weights? You don't lift weights? With? 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 Yeah, you don't lift weights. You don't like weights? Lift. Can I lift? You don't lift weights. Là gì chị? Weights là trọng lượng. Weights là trọng lượng. Ở đây nó có nghĩa là lift là gì? Lift là nâng lên, nâng xuống, tập tạ. Yeah. So this lift weight. Lift weights. Lift weight. Tức là gì? Nghĩa là hỏi là mày có tập tạ không? Yeah, very good. You don't lift weights. Nhiều khi nó chỉ cần hỏi là cái câu hỏi á, câu hỏi nó chỉ cần ngân giọng ở cuối câu á. Ví dụ, I don't smoke. You don't smoke? Chị hiểu không? Chỉ cần ngân giọng ở cuối câu một chút nó thành câu hỏi luôn. Ok? Ví dụ, Hương, you don't smoke? Thì nghe giọng nó là câu hỏi. Nghe giọng nó là câu hỏi, nó là câu hỏi nha. Nó cứ you don't lift weight. You don't lift weight. You don't lift weight. Weight. You don't lift weight. Thì nó càng cao vào cuối câu thì nó sẽ là câu hỏi nha. Cái giọng mà càng lên vào cuối câu sẽ là câu hỏi. Còn bình thường nói you don't lift weight. I don't lift weight. Còn mấy câu hỏi là gì? You don't lift weight. You don't lift weights? Yeah, very good. No. Oh, you have to lift weights to really stay in shape. Oh, you have to lift weights. You have to lift weights to really stay in shape. You have to lift weights. You have to lift weights. You have to lift weight. Lift weights. Lift weights. Yeah, very good. Weights. Weights. Yeah. To you really have to lift weights. To really stay in shape. To really stay in shape. Really stay in shape. To really stay in shape. Nghĩa là gì chị? You have to. Hỏi cô kia là có tập tạ không này. Đúng rồi. Cô có tập tạ. Cô ấy nói là cô ấy không. Cô ấy say no. No rồi. Nhưng mà trước đấy thì cô ấy nói là cô ấy tập rất nhiều thứ rồi đúng không? Cô ấy tập nhiều thứ, đạp xe rồi các thứ. Thì cậu này hỏi có tập tạ không? Cô này bảo không. Và cậu này hỏi tiếp là you have, nghĩa là cô có cái tập tạ. Cái này không phải câu hỏi gì ạ. You have to lift weight to really stay in shape. À, bạn mà nếu bạn mà tập tạ thường xuyên thì bạn sẽ giữ được cái form dáng. Không có nếu ở đây nha. Đây là you have to. You have to là gì? You have to. Bạn có. Bạn phải. Have to là phải nha. Cái have là có. Còn cái have to. I have to do it. I have to do it. Tức là tôi phải làm nó. I have to go to school. Tôi phải đến trường. I have to go to class. Tôi phải đến lớp. Yeah. Yes, I have to go. I have to nha. Have to nó khác với cả have nha.
I have to. You have to lift weight. I have to lift weight. Lift weight. Bạn phải tập tạ. Bạn phải tập tạ. Thì bạn mới thật sự là giữ được dáng, phong dáng. Yeah, để thật sự. Tu là để nha. Tức là để làm gì nha. You have to lift weight to really stay in shape. Cái chữ to ấy là để làm gì ấy. To do something là để làm gì? Để stay in shape. Tức là để giữ vóc dáng. Yeah. Còn really là gì? Thật sự. Yeah, to. Chị nói lại nào. You have to lift weight. You have to lift weight. To really stay in shape. In shape. To really stay in shape. I have to lift weight. To really stay in shape. Cái là gì? Nếu mà bạn muốn giữ dáng thì bạn cần... Không có nếu, bạn... không có nếu nhé. You have to. Bạn phải tập tạ. Yeah. Để giữ cái dáng vóc. Đúng rồi. Yeah, very good. You have to. Okay? Bạn phải tập tạ để giữ cái vóc dáng. Yeah. I don't like to go to a gym. I don't like to go to a gym. I don't like to go to gym. To a gym. I don't like to go to a gym. Không phải gym nhé, gym. Gym. Gym, gym, gym. Gym, gym. 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 I don't like to go to a gym. I don't like to go to a gym. Very good. Nghĩa là gì? Tôi không có thích, tôi không có thích để đi đến tập gym. Yeah, đến phòng tập gym. Tôi không thích đến cái phòng tập gym. Yeah, a gym tức là phòng tập gym, okay? You don't have to go to a gym to lift weights. You can. You don't have to go to a gym to lift weights. You don't have to go to a gym to lift weights. Yeah, you don't have to go to a gym to lift weights. You don't have to go to a gym to lift weights. Cái là gì? You can lift weights anywhere like that. Có nghĩa là bạn không You don't have to go to a gym to lift weights. Không gì? Vừa học cái bạn này rồi. Bạn không phải đến cái phòng tập gym thì mới có thể tập tạ được. Yeah. Bạn không phải nhất thiết đến cái phòng tập gym. Yeah. You don't have to. You don't have to go to a gym to lift weight. And again. You don't have to go to a gym to lift weights. Yeah. Bạn không nhất thiết phải đến đúng không? Bạn không nhất thiết phải đến cái phòng tập gym thì là mới tập tạ được. Have to ở đây là phải. Yeah. Yeah. Have yes. To. Phải. Yes. You don't. Bạn không phải. Không nhất thiết phải. Yeah. Don't. Weights? You can lift weights anywhere. Like. You can lift weights everywhere. Anywhere. Anywhere. You can lift weights anywhere. You can lift weights anywhere. You can lift weights anywhere. Yeah. You can lift weights anywhere. Lift weights anywhere. Cái là gì? Lift weights anywhere. Bạn tập được ở mọi nơi mà, mọi chỗ. Yeah. You can lift weight tập gì? Bạn có thể tập tạ được ở mọi chỗ. It's anywhere like this. Like this. Or this. Or this. Or even this. Or even this. Or even this. Even this, là gì? Even this. Tất cả mọi thứ kiểu như thế. Even là thậm chí. Even là thậm chí. Or even this, thậm chí cả cái này. Yes. Thậm chí cả even this. Yeah, even là thậm chí. Thậm chí. Even. Or even this. Maybe not that. Cái gì? Có thể
Not that. Không, không, cái này không thể được. Maybe not that. Có thể không phải thứ đó. Có thể không phải thứ đó. Yeah, not that one. Maybe not that one. Vì cái này là Bob nói ra mà. Không phải Mary nói. Bob nói. Thanks for the suggestions. Thanks for the suggestion. 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 Có thể cảm ơn với những cái gợi ý của bạn. Yeah, thanks for the suggestion. Cảm ơn về những lời gợi ý. Yes. Suggestion, gợi ý luôn nhỉ. Hey, why don't we go running together sometime? Hey. Why don't we go running together sometime? Why don't we go running together sometime? Yeah, why don't we go running together sometime? Why don't we go running together sometime? Why don't we go running together sometime? Very good. Nghĩa là gì chị? Hey, why? Đây là câu hỏi đề. Đây là câu đề nghị nhé. Đây là một câu đề nghị. Ai đó làm việc gì cùng mình? Why don't we go? Why don't we go? Why don't we go? Tại sao chúng ta không thể cùng với nhau chạy trong một cái thời chúng? Tại sao chúng ta không cùng nhau chạy vào một cái thời gian nào đấy? Yeah. Nói tại sao thì nó hơi không được đúng lắm chị nhé. Trong cái câu này nó chỉ đơn giản là sao chúng ta không chạy cùng nhau mà lúc nào đấy nhỉ? Hiểu? Tức là ý người đấy đề nghị câu này nó nhẹ nhàng hơn, nó không phải tại sao nhé. Sao chúng ta không chạy cùng nhau một lúc nào đấy nhỉ? Yeah. Sao chúng ta không chạy cùng nhau một lúc nào đấy nhỉ? Yes. Đây là một câu đề nghị người khác chạy cùng mình ấy, hiểu không? Chứ không phải là tại sao, không phải lý do. Mà chỉ câu hỏi đây là câu đề nghị để người khác đồng ý hay không thôi. Đây không phải câu hỏi tại sao nhé. Yeah. Yes. Why don't we do something? Nó là cũng là một lời gợi ý, một lời đề nghị. Ok. Why don't we go running together sometime? Why don't we go to cinema together now? Why don't we go cinema? Cinema together now. Nên đề nghị người khác đến, đến rạp chiếu phim của mình. Yeah. Time. Okay. Where do you? Okay. You run. Where do you run? Where do you run? Where do you run? Where do you run? Câu hỏi nha, câu hỏi bây giờ người là where do you run? Where do you run? Yeah, very good. Tức là gì? Chạy. Mày muốn chạy ở đâu? Yeah. To the park. 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 And back. And back. And by. Ông này đang rất là tinh tướng đúng không nhỉ? Yes. To the park and back. The park and back. Oh. Oh. Very well. Oh. Where do you run? Where do you run? No. Where do you run? Where do you run? Nhấn vào you tiếp nhé. Where do you run? Where do you run? Để chạy như thế đấy. Mày thì thế nào? Where do you run? Thế mày muốn chạy ở chỗ nào? Mày muốn chạy ở đâu đúng không? Mày muốn chạy ở đâu? Park. To the park. To the park. Tới công viên nhé. Yeah. And then to the market. 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 Yeah, park to này the là park. Chạy công viên, nó chạy công viên. Thế còn là and then to the market. Market có nghĩa là market là chợ đúng nhỉ? Chợ siêu thị. Yeah. Chạy đến công viên, thằng Bob thì bảo chạy đến công viên rồi chạy về. Yeah. Mary bảo là to the market and then to the park and then to the market.
gì? Mình chạy đến công viên và mình chạy tiếp đến siêu thị. Yeah, to the market. Đến chợ. Đến chợ. Symphony Hall. Then to Symphony Hall. Then to Symphony Hall. Symphony Hall. Then to Harper Street. Then to Harper Street. Yes. Thấy mặt thằng này bắt đầu nghẹt ra chưa? Yes. Thế là cô này cô kể đi tiếp. Đi hall, hall là gì? Hall là gì? Symphony Hall. Cô hôm qua cha là phòng. Yeah, hall là cái hội trường. Hội Symphony trường. Hall. Hội trường Symphony. Hội trường Symphony. Để đến gì nữa? Then tiếp theo thì đến cái stretch, cái đường Harper. Street nhé, không phải stretch gì nhé. Street. Street. Yeah, street. Street. To, then to Harper Street. Then to Harper Street. Cái là gì? Đến cái đường. Tiếp cái đường Harper. Cái phố Harper. Then to the library. Then to the library. Then to the theater. Library nghĩa là gì nhỉ? Library là thư viện. Library. Thư viện nha. Library là thư viện. Library. Library. Yeah. Then to the theater. Then to the theater. Then to the theater. Then to the theater. Theater, theater là gì nhỉ? Yeah. Theater là dạp hát, nhà hát. Dạp hát, nhà hát. Nghĩa là sau đó thì tiếp đến thư viện, xong rồi đến nhà hát. Yeah. Và quay. Wow. Ông Bob kêu cái mặt nghe đây. Then to the theater. And then back. And then back. Next. Nhìn mặt. Wow. Và sau đó quay về mới quay lại. Tay đúng nửa mặt nghẹt. So, do you want to go running after work today? Running after work today? So, do you want to go running after work today? So, do you want to go running after work today? Yeah, nhớ lên cao giọng một chút để tạo câu hỏi nha. So câu hỏi đuôi ấy, câu hỏi mà do you want to go running after work today? So do you want to go running after work today? Very good. Là gì ạ? Mày có chạy không? Mày có muốn chạy có nghĩa là ngày hôm nay sau cái lúc mà làm việc mày có muốn chạy luôn không? Kiểu thế. Yeah, very good. Gotta meet a friend for dinner. Gì đây? Chính mình rủ rồi mình lại nói là gì? Gotta meet a friend for dinner. Tối nó có hẹn với một người bạn. Yeah, meet a friend. Gặp một người bạn. Gotta tức là tôi có một gotta tức là gonna do something, tức là gotta do something. Tôi có việc gì đó cần làm. Tôi gotta meet a friend for dinner. Gotta meet a friend for dinner. Gotta nó giống như là có cái gì đó thôi. Gotta meet a friend for dinner. Gotta meet a friend for dinner. Some other time then. Some other time then. Some other time then. Cái gì? Some other time then. Thế thì để mày để cái thời gian thế thì cái lúc nào mà có thời gian cũng được kiểu thôi thì để lần khác vậy. Để some other time then. Some other time. Time đây có thể lần khác thôi. Để lần khác, để lúc khác. Some other time then. Some other time then. Some other time then. Some other time then. Yeah, sure. Yes, sure. Hey. Yes, sir. Rồi, chắc chắn rồi. Hmm? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes, sir. Hey. Yes, sir. Can you answer the phones for a while? Hey,
Can you answer the phones for a while? Hey, can you answer the phone for a while? For a while. For a while. Nhớ câu hỏi đấy. Nhớ câu hỏi là for a while. For a while. Yeah. Can you answer the phones for a while? Hey, can you answer for the phone for a while? Yeah, hỏi câu hỏi là can mà. Can you tức là yes hay no mà. Thì phải là lên cao giọng nha. Yes. Nghĩa là gì? Mày có thể... Why là gì vậy thầy? For a while, tức là một chút, một lúc. Một chút, for a while có nghĩa là một lúc. Một chút một lúc. Thế thì cô này cô ấy đang bảo là mày có thể ngồi đây để mày trực cái phone ấy, trực cái điện thoại giúp cho tao một lúc được không? Yeah, trả lời điện thoại một lúc được không? Hay là trực điện thoại một lúc? Yes. Vì cô này là gì? Là receptionist mà, lễ tân mà đúng không? Tân ngồi trực điện thoại. Yeah. Answer the phones for a while. I have to go to the post office. I have to go to the post office. I have to là gì? I have to là tôi phải đi đến cái chỗ tôi cần phải đi đến cái chỗ bưu điện, post là bưu điện. Yeah, post office tức là bưu điện. Bưu điện. Post office là bưu điện nha. Tôi cần đến cái chỗ bưu điện. I have to go to the post office. I have to go to the post office. This and you're the only one here. No problem. And you're the only one here. You're the only one here. And you're the only one here. Cái you are mà viết tắt thế này nó đọc thành yo nha. You're the only one here. And you're the only one here. And you're the only one here. You're the only one here. You're the only one here. No, nghĩa là gì? Mỗi mình mày ở đây à? Có mỗi mình anh ở đây à, chả nhờ được ai khác đúng không? And you're the only one here. Anh là có... điện thoại cho một chút vì tôi phải đi đến cái chỗ bưu điện bởi và ở đây thì có mỗi một mình gì thôi. Có mỗi mình anh thôi. Rồi à? You're the only one here. Yeah. You're the only bạn ở you're... đây chúng mình à tức là you're the only one tức là có mỗi một mình anh ở đây à? Yeah, có mỗi mình có anh mỗi ở đây thế nên tôi chẳng nhận ai được khác. No problem. No problem. No problem. Không có vấn đề gì cả. Ông này bắt đầu là có một mình ở văn phòng, không còn ai khác. Lúc trước là đang ra đều tập thể dục rất kinh. Giờ nuôi bánh ra. Bảo sao béo. Đang rất là sung sướng.